Người đàn ông đứng sau cuộc đời thị phi của Ngọc Trinh đang ở đâu giữa lúc ngặt nghèo này? Được biết đến là người đẹp lắm tiền của showbiz, những người đàn ông trong cuộc đời Ngọc Trinh cũng là tâm điểm của dư luận. Theo đó, người tác động nhiều nhất trong sự đổi đời của cô đang được dân tình quan tâm hơn hết. Theo thông tin đã được đăng tải, ngày 9 tháng 10, Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, bị đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thủ Đức lập biên bản vi phạm hành chính về hai lỗi: nằm trên yên mô tô, đứng một bên xe, buông hai tay khi điều khiển, không có giấy phép lái xe trên 175cc theo Nghị định 100/2019 và Điều 59 Luật Giao thông Đường bộ. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã vào cuộc. Người đại diện cho biết đang xin ý kiến cấp trên để xem xét có đưa Ngọc Trinh vào danh sách đen hay không. Giữa lúc éo le này, đời tư của chân dài vòng eo 56 bất ngờ được quan tâm trở lại. Những phát ngôn và thị phi trong quá khứ của Ngọc Trinh hiện đang tràn lan trên các diễn đàn mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Bên cạnh khối tài sản đứng trước nguy cơ có thể bị bớ bởi cơ quan chức năng, những người đàn ông trong cuộc đời của nữ hoàng thị phi bất đắc dĩ trở thành tâm điểm cho sự bàn luận của công chúng. Ngoài những mối tình đũa lịch với các đại gia khét tiếng, người đàn ông đứng sau hành trình đổi đời của chân dài, bố của Ngọc Trinh, đến nay vẫn chưa có động thái gì trước cú vấp lần này của người đẹp. Qua những video trên trang cá nhân của Ngọc Trinh, bố cô được biết đến qua cách gọi ông Bảy Tòng. Như chân dài từng chia sẻ với truyền thông, Ngọc Trinh lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn khi mẹ mất sớm vì lâm bệnh nặng. Bố phải bươn trải đủ thứ nghề để nuôi bốn người con ăn học. Ngọc Trinh từng chứng kiến cảnh bố phải đi bán vé số, chạy xe ôm, phụ việc nhà và nhặt từng đồng bạc lẻ người ta vứt xuống đất. Chính hoàn cảnh ấy đã khiến cô quyết định nghỉ học. Dù học rất giỏi, bố Ngọc Trinh kể, từ năm lớp 9 để đi làm thêm phụ giúp gia đình. Từ những công việc mang lại thu nhập thấp và không thể giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó, Ngọc Trinh quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp và có những bước rẽ rõ rệt trong cuộc đời. Trở thành một người mẫu chuyên chụp những bộ hình nội y nóng bỏng, Ngọc Trinh từng bước lấn sâu vào làng giải trí và đổi đời với danh xưng nữ hoàng thị phi. Ngọc Trinh dù có tuổi thơ nghèo khổ và mồ côi mẹ từ lúc mới chào đời nhưng lại may mắn có một người bố đặc biệt. Một người đàn ông không được học hành bài bản, phải chạy xe ôm để kiếm sống qua ngày nhưng luôn dành cho các con tình yêu thương hết mực. Đây chính là điều giúp Ngọc Trinh có động lực đổi đời để bù đắp cho đấng sinh thành. Ngọc Trinh mặc dù là ngôi sao nhiều tai tiếng nhưng cô luôn được biết đến là người con hiếu thảo và yêu thương bố và mẹ kế. Sau khi đã trả hết nợ, Ngọc Trinh xây cho bố căn nhà khang trang ở quê. Hành động của Ngọc Trinh cho thấy cô là người hiếu thảo, không chỉ chăm lo cho bố, Ngọc Trinh còn báo hiếu cả mẹ kế của cô. Cách đây ít lâu, người đẹp Trà Vinh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh giản dị đời thường đưa mẹ kế đi làm đẹp, chiều chủ nhật đưa mama đi mần móng. Khoảnh khắc giản dị, tình cảm của Ngọc Trinh và mẹ kế nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Không chỉ vậy, trong nhiều chia sẻ trên trang cá nhân, Ngọc Trinh nhắc tới mẹ kế bằng những lời lẽ biết ơn, trân trọng nhất. Cô luôn ca ngợi bà Sáu Phương, mẹ kế của Ngọc Trinh, là người tuyệt vời nhất thế gian. Đáp lại tình cảm của Ngọc Trinh, bố và mẹ kế rất thương yêu cô, họ thường từ quê lên thành phố thăm con. Không chỉ mang theo quà quê lỉnh kỉnh, bố mẹ Ngọc Trinh còn đích thân vào bếp nấu cho con gái những món ngon dân dã. Hay mới đây nhất, nữ hoàng nội y tiếp tục chia sẻ clip đấng sinh thành đích thân lau dọn nhà cửa, thu hút nhiều sự chú ý. Những hình ảnh này khiến khán giả nhận thấy rằng gia đình Ngọc Trinh rất ấm áp, nữ người mẫu được bố và mẹ kế yêu thương che chở.